Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie phần 2 nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình nhiều một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Đó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Let's go, cho được một cái ngôi sao gì đó. Có mảnh, nhưng mà thật ra là cái mảnh không cần. Các bạn là cây của mình đã mắc hết sức mạnh là M200 rồi, nên không cần cái sức mạnh của cây này. Chúng ta sẽ chơi event đi, để xem là event lần này nó sẽ là có cái gì hay ho. Thì chúng ta cùng chơi ha. Có một con robot. Và chúng ta sẽ được phép sử dụng những cây đậu và cũng như là những cây repeater anh em ạ. Cây đậu mình là cây đậu vua anh em ạ. Đó, ui cây đậu ba này, đậu có cái song này, trông khá hay, trông khá là hài. Ui búp sức mạnh lên, quay bắn cái, cái con này là con đấy mà. Ui thế là cái con mới ấy, cái con đậu mới thì nó sẽ là tiến hóa, sẽ là cái con cho ăn plant food đấy anh em ạ, cũng không phải là đâu. Ôi chết rồi, nhầm rồi, hơi nhầm rồi, mình hơi nhầm rồi, hơi nhầm nhọt rồi, hơi nhầm nhọt sang trồng trọt rồi. Ok anh em, tấn công thôi. Bây giờ thì bọn nó không thể nào mà cân lại cái sức mạnh của chúng ta rồi anh em ạ. Chắc chắn là như vậy, thì chúng ta rất là khỏe. Kết hợp cả Repeater và đậu ba đầu. Đó. Cái này đáng lẽ là phải nên cho cây đậu ba đầu vào đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Xong rồi. Đậu vua của chúng ta nó quá mạnh, cả đậu ba đậu cũng thế nhá, cả thêm cây Repeater nữa. Càn quét hết tất cả anh em ạ, thắng luôn. Mình có nên chuyển sang cái chế độ là PVZA cái gì à, Battle Z không? Chính bên truyền nhưng mà, mỗi tội là cái này sẽ có quảng cáo anh em ạ. Hơi đáng ghét tí là cái này sẽ có một chút quảng cáo vào đây. Hơi khó chịu tí, đây rồi, chứ có thể tắt được đi rồi. Chiến binh truyền thuyết. Game mới à? Hình như đây game về Dragon Ball anh em ạ. Rồi anh em ơi, chiến ơi. Rồi chúng ta sẽ vào tiếp tục cái Penny Pursuit. Một là Penny Pursuit, Penny Pursuit thì qua mình vừa chơi xong rồi. Thì chắc là hôm nay nó sẽ cho mình một cái map mới để mình chơi. Mình cũng đoán là sẽ được có map mới để chơi thôi. Để xem nhá. Ok anh em ơi, cái map này xong rồi này. Bây giờ mình sẽ được đấu với con chùm cuối là chùm 3 sao. Chắc chắn là như vậy. Cùng chiến đấu nào anh em ơi, let's go. Continue nào anh em ơi, yes. Rồi đấy, chúng ta sẽ có 1 này, 2 và 3. Mình sẽ mất khoảng 10 game, rất nhiều zombie con to bố nhỏ này, robot này, lướt ván lướt kiểu gì? Robot một mắt này, nhiều lắm. Và nó chỉ cho mình dùng 5 cây thôi anh em ạ, không được dùng hơn. Nhưng nguyên cái cây cắt khéo đã đủ quá mạnh rồi với bọn nó rồi ấy. Bọn nó sẽ không thể nào mà có thể tấn công được mình với cái cây cắt kéo đâu, chắc chắn như vậy rồi. Chúng ta sẽ sử dụng ra có rất là nhiều cây mạnh để có thể là kết hợp với bọn này. Mình thích cái con hổ này nên mình sẽ cho con hổ này. Con này sẽ zombie, tạo ra zombie anh em ạ. Tạo ra một zombie không? Wasabi grip cũng rất là khỏe. Cái nào khả năng bắn anh em, bắn từ xa ấy, thì sẽ khỏe hơn thôi. Con đầu chó thì khá là ít dùng à. Cây sấm sét này. Chắc thêm một cây tạo săn nó đẹp. Ok anh em nhá. Rồi đấy. Ok let's go. Chiến. Wasabi à, không cần đâu. Let's rock chơi luôn à. Đấy.
Còn John Boss một mắt đã xuất hiện rồi. Nó sẽ có tầm khoảng là 11 thanh máu tất cả anh em nhé. Ok, giết hết luôn. Có cái gì đang xuất hiện đây, cái là đập hết luôn anh em ạ. Thế thôi, mình sẽ để nguyên một ô ở chỗ này để có thể tiêu diệt được nó. Là đẹp. Cái này bắn từ xa được anh em ơi. Ok, biến hóa thành tất cả là hết luôn. Rất là nhiều tiền thì sẽ đặt thêm một số cái ở đây nữa và sử dụng cái cây hoa dâm bụt để tấn công của nó thôi. Đó, như thế này là hợp lý à? Như này là quá hợp lý à? Nó quá mạnh rồi đấy. Tiếp tục còn sử dụng cái hưu sickle ở đây. Mình không cần mấy kia mà, gần thế này thôi. Nó còn 4 thanh máu. Cái hưu sickle này khỏe quá. Nó có 3 thanh máu anh em ơi. Và đây là liên tục là bị bắn. Mấy cái này không với tới ấy. Mấy con này không với tới thì chịu thôi. Không với tới thì kệ nó thôi anh em. Cái này hồi dã nhanh dã man luôn. Cái kia sấm sét này sắp thắng rồi này. Đúng sức mạnh 1200 một khác. Mấy con robot thì không thể làm được gì mình anh em ạ. Xôi chấp các bạn luôn anh. Mình sẽ khỏe quá anh em ơi. Mình sẽ khỏe này. Chơi thế nào được. Mình đặt full màn giấm xét luôn. Con hổ tấn công nhỉ. Con hổ như cũng xa quá hay sao. Nó không tấn công được hay sao. Rồi vẫn cứ đặt giấm xét thôi. Đặt full giấm xét đây. Đến cái mức này là nó level cuối đấy. Rơi ra càng nhiều đồ ấy. Rơi ra càng nhiều thứ ấy. Mình đoán thế. Ok, sử dụng cái hoa dâm bụt tiếp tục là xoay bắn rất mạnh luôn, nhưng mà vấn đề là vẫn chưa qua map được anh em ạ, vẫn chưa thắng được cái map này ha. Không có cơ hội luôn. Cái tên bắn xét này bắn kinh quá, bắn mạnh dã man. Thế đấy, sử dụng cái hoa dâm bụt những cái đơn giản thôi thì dễ dùng anh em. Và cái này nó còn trồng được thêm ở trên những cái cây đã được trồng sẵn rồi ấy. Rất là mạnh. Không có từ gì diễn tả nữa. Mình có thể trồng thêm một cái cây ở trên cái cây sấm sét này luôn. Đáng lẽ là cầm thêm cái cây đậu điện đây nhỉ. Yeah. Thắng rồi. Sao chỉ được 1 sao nhỉ? Được đúng 1 sao đây anh em ạ. Ok. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.